Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau thực hành nhìn tranh và kể câu chuyện Vịt và Sơn Ca. Các em lắng nghe cô kể mẫu nhé. Một sớm mùa thu, Sơn Ca cất tiếng hót vang. Bồ câu, gà, vịt say sưa lắng nghe Sơn Ca hót. Vịt mê giọng hót của Sơn Ca quá, nên nó tìm gặp Sơn Ca, năn nỉ nhờ Sơn Ca dạy hót. Sơn Ca nhận lời giúp vịt. Nó hót làm mẫu, vịt hót theo sau. Vịt nín thở, ưỡn ngực, vươn cổ, nhưng nó chỉ thốt lên được mấy tiếng cạp, cạp. Vịt buồn lắm, nó nghĩ mình thật vô tích sự, chẳng có tài gì. Bỗng, phía hồ sen có tiếng kêu chíp, chíp. Gà con gặp nạn rồi. Vịt lạch bạch lao tới. Các bạn gà trống, Sơn Ca, bồ câu cũng đi theo. Đến hồ sen, vịt nhào ngay xuống nước, bơi gấp đến chỗ gà con đang vùng vẫy. Các bạn lo lắng nhìn theo vịt và gà con. Ngụp lặn một lúc, vịt đã đưa được gà con ướt lướt thướt lên bờ. Sơn Ca và các bạn nể phục vịt lắm. Các bạn cùng cất tiếng hát vang, khen ngợi vịt bơi giỏi và tốt bụng. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn, đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!